Vào đi ấy kìa. Ngủ nữa. Vào đi anh Phước Minh ơi. 566793. Nào ắc nào VIP không? 41 sao. 200 skin. Ăn con này gà quá, không ăn ở VIP VIP. Đông người xem phết đấy không? Ai có cái ác vip vip cho mượn ác vip vip đi đủ mà nói nãy giờ không ai cho mượn quả ác vip vip. Alo alo alo, mấy thằng này thằng nào có Leo có nick biết VIP, tôi kẹo không? thằng nào có nick VIP VIP thì cho mượn cái nick VIP VIP đi. Đánh con gì được bây giờ, đánh Malok rồi nhỉ? À lấy tờ đi, lấy tờ ăn lấy tờ. Túc vẹo quá không? Bạn nhất bạn. Hả? Túc gạo rồi làm gì túc gạo. Ui đi đến con về gà mạnh. Con về gà đánh chất. Yeah. Đâu rồi? Gì? Chị quen thách đấu luôn đi. Thằng nào thách đấu? Thằng Nhật rẻ rách á? Hay là thằng nào thách đấu? Ở đây toàn cái thằng gà này thách đấu gánh 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 gà cái luôn gánh ỉa cả người ra kêu thách đấu chịu với thằng này. Ma tèo đánh ngu con bò ấy. Trận này gánh ỉa ỉa tí nữa ỉa chảy ra mà không thắng được. Văn 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 tám cái này ít văn tám nhớ văn tám Không không? Tay xuống miền Tây của thầy rồi. Cái gì? Bỏ Tám rồi. tay Tay bị cấm rồi. bỏ cái biệt danh tám rồi. Giờ mày làm gì đấy à, Túc Vẹo? Em đang làm phim công đường rồi anh. Bảo dạng thầy đôi dép cũng tặng này.
Đủ má bảo cho nuôi nào con bảo đợi để sao mà nhập dép rẻ đấy. Ôi bắt ô thế à, đi sao đéo là ba con phép này. Ôi rồi ô bọn này bích bàn phép này thì chịu thằng đi lắc SB đi. Chơi game cần support. ISB lại ớ thằng Jack SBD. Con đấy không cần về. Con đi lắc đấy không cần phải đam. Khống chế là được. Tem gì tem 3 phép này thì thôi. Xác định là lại phải win. Nhưng mà gặp cái có thằng Klinak này nó đi rừng này, thằng này Klinak nó hơi gà. Thằng Klinak thằng Túc Vẹo nó gà thì sao mà chơi được. Túc Vẹo cái đồ đúng mà Túc Vẹo che AD là thấy nha. Thế chịu rồi.